Dạ, em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay chính chủ có gửi bên em một cái căn nhà và đất anh chị ha. Rộng rãi thông thoáng luôn với góc ba mặt tiền chị, cực kỳ đẹp luôn chị ha. Nhà kiểu cấp 4 miền Tây anh chị. Ô tô xe tải tới vị trí trước sân luôn chị ha. Đường công cộng, đường thông nha anh chị. Đặc biệt thì có 300 mét vuông thổ cư trên cái căn nhà giường của mình. Với ngang mặt tiền em đứng đây là chị là 25 mét nha, với mặt tiền rất là rộng luôn. Ở đây đó thì chủ xây dựng là góc bên tay phải, còn bên tay trái anh chị còn đất rất là rộng luôn, về anh chị có thể mình xây nhà thêm cho con cái mình ở ha, hay là anh chị có thể xây thêm một đến hai căn nữa bên tay trái, lại còn đất trống bằng phẳng rất là đẹp luôn. Cái cổng thì của chủ thì xưa giờ anh chị biết là miền Tây thì làm cái cổng cũng vừa phải thôi, tầm có 2,2 mét anh chị. Đó, thì biết rồi, dưới quê mình đâu có tiền khả năng nó mua nổi xe ô tô, làm cổng đơn giản nhà thì cũng khó khăn anh chị ha. Cái hướng căn nhà giường của mình là hướng nam nha anh chị. Địa chỉ đây là ở ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ở đây mình ra chợ Long Bình anh chị, trường học, ủy ban, trạm y tế tầm có 500 mét thôi, rất là gần luôn chị ha. Về đây con cái mình học rất là tiện, mình đi chợ rất là thuận lợi luôn. Từ cái vị trí căn nhà giường của mình về thành phố Mỹ Tho là 37 km, cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 61 km nha anh chị. Thì ở Sài Gòn về thì anh chị có hai hướng đi, một anh chị đi hướng cầu Mỹ Lợi Long An qua thành phố Gò Công là tới đình, tới Gò Công Tây là tới rồi, rất là gần. Còn nếu mà đi đường cao tốc nè, đi quốc lộ 1A, đánh vòng ở đây hơi xa xíu anh chị ha. Có hai hướng cho mình đi, em chỉ cho cô chú anh chị thấy rõ ha. Lên tổng diện tích căn nhà vườn của mình là 527 m², có sổ sẵn công chứng trong ngày nha anh chị. Thì cột cổng thì chủ cũng ốp gạch rồi và cũng xây gạch lên khoảng là 3 tấc ốp gạch ha. Và trước cổng mình đây thì có một cái khung sắt tròn rất là an ninh, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái đường thông công cộng nha anh chị. Đấy, nhà cửa cho rất là đông đúc luôn, không có vắng anh chị. Dân cư đây thì cũng đông và thân thiện, khu an ninh anh chị, nên thích hợp cho cô chú anh chị về đây nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Giá cả thì rất là hợp lý, rất là rẻ anh chị ha, không có cao. Giá chỉ có 950 triệu thôi. Sở hữu với căn nhà giường mà có 300 thổ cư với ba mặt tiền, quá là tuyệt vời. Là nhà cửa sắt sát nha không chị không? Rất là đông đúc luôn. Đối diện nhà mình đây, nhà cửa rất là đông, chứ không có vắng nha. Rồi trước tiên sẽ chỉ cái ganh chiều sâu ở bên tay phải trước, em sẽ qua bên trái anh chị ha. Đây là cái không gian rộng, căn nhà giường mình đây, rất là đẹp anh chị. Thì nhà thì xây dựng cũng lâu rồi, cô chú nó cũng khoảng tên mười mấy năm anh chị ha. Thì có sao nói vậy để cho cô chú mình biết, nhưng mà em thấy nhà thì xây kiểu xưa nhưng mà có cái rất là kiên cố anh chị ha. Tường nào thấy ngon lành, không có bị nứt rồi anh chị ha. Đây là ganh chiều sâu bên tay phải nè chị. Đây, tam chỉ đây. Cũng xây gạch lên là khoảng 3 tấc, rồi kéo một gào 2,5 m ha. Và bên đây cũng có một cái hòn Nam Bộ. Lúc trước đây nuôi cá nè, cái ly thi rồi cái kiển đây. Giờ thì chủ cần bán rồi, thì không còn cá, không còn nước nữa chị ha. Rồi với mặt tiền rất là rộng, 25 m nè chị. Xe ô tô chưa? Của tụi em đậu mà thoải mái luôn. Nếu mình có xe ô tô thì mình nới cái cổng mà làm rộng lại chị ha, tại vì 2,2 m thì vô rất là khó. Và ở đây thì có làm đối diện nhà mình thì cũng có cái gờ để làm trồng bông ở đây nè, nên ra vô rất là khó ha. Mình làm cái cổng lớn hơn nếu mình có xe ô tô xe tải nha chị. Rồi để em chỉ cái mặt tiền thứ hai và mặt tiền thứ ba, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết chị ha. Đây hàng xóm ở đây thì không rất là đông đúc luôn, chứ không có vắng. Nhà sát sát rất là vui mà khu này rất là an ninh. Mình mua nhà mua đất mà ở khu vực nào mà an ninh thì vị trí đó là rất là tuyệt vời. Về mình ở mà anh chị ha, lâu dài chứ không phải một hai ngày chị nha. Đây còn đất trống rất là rộng rãi luôn chị Thao. Về chị có thể mình mua đầu tư cũng phù hợp đó, tại vì có 300 thổ cư trên căn nhà giường mình đó, về có thể mình phân được đây là hai nền và bán mặt qua nhà riêng. Còn nếu không anh chị mua để ở thì anh chị có thể mình để đây để cho con cái mình sau này mình ở nè, hay làm xây được khoảng 1 đến 2 căn nhà ở bên tay trái nữa chị ha.
Em thấy thì có sổ sẵn nè, thì hàng rào xung quanh ngon lành hết rồi, an ninh đó, thấy vị trí cực kỳ đẹp luôn. Tới về chị có thể mình làm sạch sẽ lại ha, dọn lại. Rồi cái sân mình rất là rộng nữa nè, về gia đình mình đám tiệc, đám giỗ, sinh nhật, đám cưới đã đãi nhà rất là thoải mái luôn chị ha. Đây, đường này đi ra tỉnh lộ 87 chỉ có 300 mét thôi, rất là gần nha chị. À, ra chợ, trường học, tiện ích thì có khoảng là 500 mét thôi. Đây là cái mặt tiền thứ hai. À, mặt tiền thứ hai anh chị ha. Mặt tiền thứ hai này cũng tầm là khoảng là 3 mét anh chị, rất là rộng luôn. Nhưng mà hai bên cỏ hơi nhiều anh chị ha. Và cái mặt tiền thứ ba là nằm ở phía sau đuôi đất nhà mình chị ha. Em hỏi quay, tại vì em quay hai mặt được rồi. Tại vì nó có ba mặt nhưng mà sử dụng có thể là hai mặt ra phía sau thì mình ít sử dụng chị ha. Đó, một vị trí cực đẹp luôn. Căn nhà giường có 300 thổ cư với góc ba mặt tiền. Đó, rất là đẹp, rất là thông thoáng luôn chị Thao. Đây là cái không gian rộng. Đó, em đứng góc hai mặt tiền nè chị. Còn mặt tiền thứ ba phía sau nè chị ha. Rồi, em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong căn nhà để mình tham quan từng chi tiết và gạt cái ranh giới cuối cùng luôn để cho cô chú anh chị nắm rõ ha. Rồi, em xin mời chị nha. Đường xá thì rộng rãi, công cộng thì về đây ở rất là tiện lợi anh chị. Nếu gia đình mình về ở mua, cô chú lớn tuổi nè ở Sài Gòn rất ngập ngạt á, thì về đây mình ở rất là thoải mái luôn. Nhất là ở đây thì đông vui đó, không có ồn ào đó. Và nhà mình có thổ cư sẵn, mình ở cũng rất là yên tâm. Đây cái sân mình đây, mình có điều kiện chị về mình làm mới tiền chế anh trước cái sân mình nha anh chị ha. Hiện tại thì có một số có cây đây nè, giờ chủ cần bán chết hết đây. Cứ có trồng mấy cái cây ở trong chậu nè. Đó là mấy tiền chế để cho mát, thì lúc có gia đình có con cái hay cháu rồi đó, nhà đó vui chơi trước sân cho nó mát mẻ thông thoáng nha. Còn ở bên tay trái mình đó thì chủ cũng có làm mấy tiệc chế rồi anh chị nha. Rồi trước tiên sẽ quay bên chiều sâu bên tay phải trước hang bên hông. À, nhà thì chị biết là xây dựng cái này mười mấy 20 năm rồi, rất là lâu rồi. À, đây là phía sau nè. À, cái phía sau bên tay phải. À, đây thì cũng lót nền rồi. Còn ở trên miếng sói chủ cũng ốp gạch luôn rồi. Nhưng mà tường thì chủ chưa có tô anh chị ha. Xin lỗi, chưa có ốp gạch. Tô rồi, đi bê rồi nhưng mà chưa có lót gạch anh chị ha. Đó, mình về mình tu bổ theo ý mình xíu, mình sơn phết hàng rào nè, đẹp tuyệt vời anh chị ha. Đó. Thì cái cổng thì cũng xét rồi, mình sơn lại nha anh chị. Đây, mua một căn nhà được miếng đất anh chị ha. Đó, đất rất là rộng. Đây là cái đồng hồ nước anh chị ha. Đó, đây làm xài nước máy là quanh năm, không có mặn, không có nhiễm phèn lên. Cô chú anh chị cũng rất là yên tâm nha. Đó, đất rất là rộng luôn. Đó, mình về mình có thể mình dọn lại, mình trồng cây trái hay trồng rau sạch đó, xung quanh cái căn nhà vườn của mình nha anh chị ha. Đó, gia đình cũng có gắn camera quan sát nhà hết chị không, trên camera anh chị không. Đó, làm rất là kỹ luôn, máy tiền chế nè, đơn giản nhưng mà thấy rất là thông thoáng anh chị ha. Rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Cái nền nhà thì gạch này anh chị biết là kiểu xưa mà đó, cũng còn ngon lành, mười mấy 20 năm thấy còn ngon lành chị không. Đó, về mình ốp gạch thôi. Đó, mình tô bổ theo ý mình lại xíu anh chị ha. Trên căn nhà toàn bộ thì chủ cũng có đóng lò phong hết anh chị ha. Đó, đây cũng có camera quan sát nhà đó ở trên anh chị không nè, trên trần nè. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong mình tham quan từng chi tiết ha. Cột nhà trước đây là cột vuông, chủ cũng ốp gạch rất là sạch sẽ luôn chị ha. Cửa bằng khách đây là cửa bằng sắt anh chị, lồng kiến anh chị ha. Thì lâu ngày chị biết rồi thì cũng cần bán nữa, thì chủ không có sơn lại, về mình đánh mình sơn lại như chị ha. Đây là bên tay trái cửa sổ phòng khách mà đây. Đó, phòng khách thì thiết kế cũng vừa phải anh chị ha. Đó, cửa sổ rất là nhiều. Phòng khách mình ra đây là có ba cửa sổ anh chị. Đó, rất là thông thoáng ha. Trên trần mình đây anh chị thấy không? Đó, toàn bộ đã đóng lọc không hết anh chị nha. Tường em thấy đi bê còn mới tinh anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Đó, thì kiểu xưa chị biết rồi, thì thiết kế thì phòng ngủ cũng vừa phải thôi. Đó, thì mỗi phòng ngủ đều có cái không gian cửa sổ hết anh chị. Cái cửa thì bị cái lề bị hư rồi, để trong anh chị ha. Cái cửa phòng mà ngủ anh chị. Còn đây là phòng thứ hai.
Phòng thứ hai thì em thấy thì không gian bên trong nó rộng hơn phòng thứ nhất nha anh chị. Gia chủ cũng lót nền, ốp gạch phòng ngủ là cao là 1m8 nha anh chị. Trên trần có đá phong hết rồi nha. Rất là rộng rãi luôn. Này dành cho những gia đình nào đông thành viên chị ha, về đây mình có một cái không gian nhà rộng rãi, có con cháu nè ở nè, thì có một cái không gian giải trí đây nè, quá là rộng, rất là thoáng luôn. Cửa sổ thì có 3 cửa sổ, cái này lối vào sau nhà, cửa nè, thì rất là rộng. Kiểu là phong ở đây đó thì trước thì kiểu là xưa chị ha, làm lâu năm rồi, còn cái kiểu là phong ở trong phòng ngủ thì kiểu hiện đại mới giờ chị ha. Còn đây là thiết kế nhà tắm á chị, nhà vệ sinh là riêng biệt hết anh chị ha. Đây là bên trong anh chị ha. Đây, nhà tắm nhà vệ sinh riêng biệt hết ha. Đây là nhà tắm. Đó, gia chủ cũng có lốp sàn ốp gạch anh chị ha, có lavabo. Đó, đánh răng rửa mặt gương đầy đủ hết nha anh chị. Còn đây là nhà vệ sinh bên trong. Đó, riêng biệt rất là tiện anh chị ha. Rồi em sẽ đi ra phía sau anh chị, ranh giới cuối cùng cho cô chú và anh chị mình nắm nha. Ở trên cái nhà tắm nhà vệ sinh thì cũng có mấy cái lam thông gió nè chị ha. Cửa nhà tắm nhà vệ sinh là cửa bằng nhôm giả gỗ lồng kiến chị ha. Nhà không gian giải trí rất là rộng, rất là thoáng luôn. Còn đây là cái không gian phía sau căn nhà, đây là lúc trước thì chồng có nuôi gà đá chị ha, nó làm ổ ô nè, nó nuôi gà, giờ không còn nuôi nữa chị ha. Đó, về mình bỏ mấy cái ô gạch đây anh chị, đó mình thiết kế không gian bếp ở đây chị ha, cho nó rộng rãi thông thoáng nha anh chị. Và mình về phía sau đây đó thì mình thiết kế như là đi bê lại nè. Đó, đây thì chủ có thiết kế trước là làm 2 cái hồ nước anh chị. Đó, hồ nước thì một anh chị có thể hứng mưa vô 2 cái bồn này, 2 đó thì mình dùng nước mưa tên đó hứng đây, nhiều lúc cấp điện cấp nước mình xử 2 cái bồn nước này chị ha, rất chứa rất là nhiều nước anh chị ha, có nắp đậy nè, rất là sạch sẽ luôn. Đó, về đi bê lại đây thì phía sau thì bê nó thì xuống cấp này, hay là anh chị có điều kiện chị có thể mình sơn phết hay là mình ốp gạch lại cho nó sạch sẽ vậy ha. Rồi em sẽ ra cái anh cuối cùng để mình tham quan nha. Đây anh chị không, rất là rộng rãi luôn. Đây không có một chuồng chủ để dở rồi, trước đây không có mái che đây nè, thấy chị không, có ô ô nuôi gà đây nè, chủ để dở hết đây. Đó, đây là không gian, đây là nấu với bếp ga đây, bếp thước dài vào đây. Đó, mình dời bếp ở trong để mình nấu chị ha, tôi bỏ lại. Qua đây thì có 3 cái bồn nước anh chị, đây 3 cái bồn nước. Đó, trong 2 bồn nữa là 5 bồn chị ha. Đó, bồn này là rất là to anh chị. Đó, bằng bê tông anh chị ha. Đây chủ hứng nước mưa xuống là cái ống này chăng, ống mủ nè, hứng xuống nè, ta chứa nhiều nước cấp biệt nước mà sử dụng nha. Đây là nhà tắm đây nữa nè, thì làm thêm phía sau nữa nè, nhà tắm nhà vệ sinh nữa nè. Đó, về mình đập bỏ bớt anh chị, trong đây có rồi mình ra ngoài đây hỏi làm ha, cho nó rộng rãi anh chị ha. Đây là mặt tiền thứ 3 nè chị, có đường đan nè chị ha. Đường phía sau đây là đường khoảng là 2,5m 2m nè chị, nhưng mà đổ đan thì có 1m thôi. Đó, nhà cửa rất là đông đúc nè chị không. Đây là mặt tiền thứ 3 anh chị ha, đang quay kỹ cho mình xem 3 mặt tiền rất là thông thoáng luôn. Hiện tại đứng đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà và đất anh chị ha. Đây góc 3 mặt tiền rất là thông thoáng. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà và đất nằm ở huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ vào số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua anh chị ha. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, căn nhà và đất của mình đó thì góc 3 mặt tiền rất là đẹp, đường ô tô xe tải luôn. Cách đường tỉnh lộ 87 là 300m, cách chợ trường học ủy ban tiện ích là 500m nha. Nhà vườn mình nó có thổ cư là 300m² anh chị ha. Dân cư thì đông đúc và khu này thì rất là an ninh anh chị ha. Tiện cho mình về đây nghỉ dưỡng rất tuyệt vời luôn. Mua căn nhà mà được miếng đất nữa chị ha, rất là rộng. Về xây được 1 đến 2 căn nhà nữa chị ha. Giá chủ ký gửi một lần nữa là 950 triệu nha anh chị. Công chứng trong ngày, sổ hồng riêng chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, em có động lực về những video mới tìm đất và nhà
giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ anh xin chào ạ.